Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 và tham dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các ban bộ ngành trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ như Meta, Nvidia, Samsung, Qualcomm, Viettel và FPT. Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 là sự kiện kết nối và quy tụ các chủ thể nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm và tôn vinh những đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 208 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh và 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam hiện đứng thứ 56 trên tổng số 100 quốc gia. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 200 thành phố khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 của Việt Nam xếp hạng 44 trên 133 quốc gia và chỉ số phát triển chính phủ điện tử năm 2024 của Liên Hợp Quốc tăng 15 bậc từ vị trí 86 lên vị trí 71 trên tổng số 193 quốc gia. Sau 5 năm thành lập và 1 năm khánh thành khu Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã khánh thành khu công trình Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hòa Lạc, đã ban hành Nghị định số 94 năm 2020 với các cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật. Về kết nối, trong 5 năm qua đã thu hút các doanh nghiệp, nhiều đối tác từ các quốc gia đã tham gia cụ thể hóa các hoạt động hợp tác thông qua các thảo luận, bản ghi nhớ đã ký với Trung tâm. Trung tâm đã từng bước trở thành một trong những đầu tàu về đổi mới sáng tạo, đến nay đã phát triển gồm 10 mạng lưới thành viên và gần 2.000 thành viên tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện Trung tâm đã triển khai các hoạt động trong 9 lĩnh vực, gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ môi trường, đô thị thông minh, nhà máy thông minh, công nghệ y tế, hydrogen xanh, nội dung số và an ninh mạng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những quốc sách hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, của đất nước, cũng như trên phạm vi khu vực, toàn cầu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng chủ thể, từng doanh nghiệp, cũng như toàn bộ nền kinh tế. Nêu ba quan điểm về đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Thứ nhất, đổi mới sáng tạo phải là lựa chọn chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên hàng đầu thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững. Thứ hai, đổi mới sáng tạo phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực chủ yếu, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thứ ba, đổi mới sáng tạo phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động, dám chấp nhận rủi ro, dám vượt lên chính mình, dám dấn thân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì tương lai tươi sáng của đất nước. Về các giải pháp, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, bảo đảm tiếp cận các nguồn lực tài chính và hạ tầng cần thiết cho sự phát triển, tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng giáo dục đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường phối hợp liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tập trung thực hiện chương trình đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao về trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Cùng với giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và địa phương để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Thủ tướng nêu rõ với tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng và cùng phát triển. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương luôn trân trọng lắng nghe và cảm ơn những ý kiến đóng góp để ra soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân tích cực tham gia một cách thiết thực, cụ thể các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, giúp Việt Nam sớm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, chiều qua ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Quy Nhơn để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, kết quả và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đức Phước ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao, đồng thời trao đổi, làm rõ những kiến nghị của cử tri và cho biết, kỳ họp thứ 8 sắp tới sẽ xem xét 30 nội dung về công tác lập pháp, xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí cũng khẳng định, thời gian qua, Quốc hội đã nỗ lực nghiên cứu, đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt, tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội,
lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khắc phục các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Sơn và thành phố Tam Điệp với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Tại đây, các cử tri đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn bất cập và đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết. Cử tri đề xuất tỉnh Ninh Bình sớm được áp dụng các chính sách đặc thù về đô thị di sản nhằm hỗ trợ tỉnh hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận ý kiến cử tri và cam kết sẽ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc hợp nhất huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án giao thông trọng điểm, kêu gọi tỉnh Ninh Bình phối hợp với các địa phương lân cận để thu hút đầu tư hiệu quả. Chiều qua ngày 30 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, Nguyễn Minh Tâm, sau khi Đại sứ trình quốc thư. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Lào. Trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Nguyễn Minh Tâm cam kết nỗ lực hết mình, phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Lào, làm cầu nối hiệu quả và làm tốt công tác điều phối, giúp các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả hợp tác với Lào, thực hiện tốt các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai bên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Tâm, đánh giá cao Đại sứ Nguyễn Minh Tâm là cán bộ am hiểu về Lào, từng nhiều năm phụ trách trực tiếp về quan hệ Việt Nam-Lào, do đó rất thuận lợi trong công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, vào hồi 22 giờ tối qua ngày 30 tháng 9, trên địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà cửa và tài sản của nhân dân. Lũ ống, lũ quét khiến cho nhiều nhà dân bị ngập trong bùn đất, đặc biệt trận lũ quét đã làm cho trường tiểu học Minh Tiến ngập hết sân, nhiều đồ dùng sách vở của học sinh bị hư hỏng. Trận lũ quét đã làm 4 bản gồm bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Trầm Vuông, vùng trong của xã Lượng Minh đang bị ảnh hưởng nặng nề, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông đi vào các bản bị chia cắt, hiện chưa có thiệt hại về người. Trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, sụt lún, sạt lở đồi đất, đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời khẩn cấp 25 hộ dân đến nơi an toàn. Hiện các điểm sạt lở tại thị trấn Mường Lát đang được theo dõi chặt chẽ trên tinh thần phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại cống tiêu nổ thôn Đê Tả Sông Mã, đoạn qua huyện Vĩnh Lộc. Sự cố này rất nguy hiểm, có nguy cơ gây vỡ đê khi nước lũ sông Mã dâng cao, ảnh hưởng đến tính mạng của khoảng 59.000 người và 260 hectare lúa của xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Sau khi huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, hiện các đơn vị liên quan đã phối hợp với địa phương khẩn trương xử lý sự cố để bảo đảm an toàn chống lũ. Đêm về sáng mùng 1 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn gây lũ trên một số sông suối, khiến hàng chục nhà dân bị ngập và phải di rời tránh nguy cơ sạt lở. Lúc 8 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai đạt 80,6 mét. Trên báo động 1 và dự báo đạt đỉnh vào khoảng 13 giờ hôm nay, ở mức xấp xỉ báo động 2, 82 mét. Cảnh báo lũ trên các sông suối tiếp tục lên nhanh trong đợt lũ này. Hiện công tác khắc phục đang được chính quyền chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, thời tiết tại Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn khối đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp nhà cửa và nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 2. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Hiện đã tìm thấy thêm một thi thể. Như vậy là tại điểm sạt lở này đã tìm thấy 2 người, còn 2 nạn nhân chưa được tìm thấy. Vụ sạt lở với hơn 20.000 mét khối đất đá cao gần 300 mét, dài 150 mét đã khiến quốc lộ 2 bị tê liệt.
Trong ngày 30 tháng 9, mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước từ núi chảy xuống tạo thành những khối bùn đất khổng lồ, trong khi vết nứt mới gần khu vực sạt lở càng làm tăng nguy cơ sạt điếp, nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình phức tạp. Bên cạnh đó, phía gần khu vực sạt lở đã xuất hiện thêm vết nứt lớn nên nguy cơ sạt lở bên trên là rất cao. Do đó, quá trình cứu hộ cứu nạn vẫn phải cử lực lượng canh gác để bảo đảm an toàn. Chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho các vị địa phương và các cái ngành bàn cái phương án là sẽ tiến hành dùng máy xúc nặt để tìm nạn nhân, múc từng lượt một để chúng ta tìm kiếm nạn nhân. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, các lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 8 người bị thương. Hiện tuyến quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang về các tỉnh miền xuôi vẫn bị ách tắc hoàn toàn. Tuy nhiên, với phương án vừa tìm kiếm nạn nhân vừa tích cực san gạt đất đá, chia làm hai mũi thi công, ngành giao thông sẽ bảo đảm khả năng thông tuyến nhanh nhất. Cái thứ nhất là ưu tiên là tìm kiếm cái người mất tích. Cái thứ hai là lo cái hậu sự cho những người xấu số đã bị mất. Chúng tôi ưu tiên là huy động lực lượng hai đầu đấy, để coi như là thông được cái tuyến quốc lộ 2. Nay là cục đường bộ đã chỉ đạo khu đường bộ 1 và đơn vị quản lý đường bộ 232 tập trung tất cả các thiết bị và nhân lực có và huy động tất cả các thứ có để đảm bảo khả năng thông tuyến nhanh nhất. Và nếu như thời tiết ổn định và đồng thời cái công tác tìm kiếm cứu hộ kết thúc thì dự kiến chúng tôi chỉ trong 1 hoặc cùng lắm là 2 ngày sẽ thông tuyến. Với quyết tâm cao nhất, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo tất cả các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng phương tiện để khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, các lực lượng vẫn không ngừng hỗ trợ bám trụ hiện trường, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, cũng sau mưa lũ thì nhiều địa phương hiện đang bùng phát một số dịch bệnh như là viêm da, sốt xuất huyết hay đau mắt đỏ. Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Dược của Bộ Y tế đã linh động bỏ bớt một số thủ tục rườm rà trong việc cung ứng thuốc để khẩn trương hỗ trợ người dân. Đồng thời cũng có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay vật tư y tế. Để bảo đảm cung ứng thuốc và kiểm soát giá thuốc cứu chữa người bị thương, bị bệnh sau mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương rà soát, chủ động thực hiện mua sắm thuốc theo các hình thức phù hợp. Để bảo đảm sẵn sàng cung ứng kịp thời thuốc phục vụ điều trị, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. Thứ nhất là đối với lại cái việc xuất cấp thì là phải trên căn cứ vào cái đề xuất của địa phương. Và đề địa phương thì phải chịu trách nhiệm trong cái việc thống kê, đề xuất cứu trợ, chứ không thể để lãng phí được. Thế và cái thứ hai nữa là liên quan tới cái hỗ trợ. Thì cái việc mà hỗ trợ thì dần dần nó cũng đi về chuyên nghiệp, chứ không phải là một cái tình trạng hỗ trợ một cách vô tổ chức. Kinh nghiệm trong công tác ứng phó với thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cho rằng cần phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết hiện nay, không chần chừ chờ sự hỗ trợ từ Trung ương. Nước xa không cứu được lửa gần, đặc biệt là các cái tỉnh miền núi, kể cả là ở các tỉnh miền xuôi. Ví dụ như khi nó bão như vừa rồi thì Hà Nội không thể xuống Quảng Ninh để cứu được. Đấy. Bởi vì là điều kiện địa lý thế rồi là các cái xảy ra các cái thiên tai như thế thì đầu tiên phải xác định được rằng là cái vai trò của tại chỗ, từ 4 tại chỗ. Thì chúng ta cũng thể khẳng định được rằng cái y tế cơ sở của chúng ta cũng làm khá là tốt. Hiện nhiều vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ đang có nguy cơ bùng phát một số dịch bệnh. Công tác vệ sinh, khử khuẩn, hỗ trợ người dân vẫn đang được các cơ sở y tế địa phương tiếp tục tiến hành. Ngành y tế cần theo dõi diễn biến bất thường của mưa bão, phối hợp nhịp nhàng giữa các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương trong hỗ trợ chuyên môn cũng như tiếp nhận bệnh nhân nặng chuyển lên tuyến trên. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Viện Thông tin Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện FNF Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Vai trò của an sinh xã hội trong bảo đảm an ninh công việc cho lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các ý kiến tham luận tại hội thảo
vai trò của an sinh xã hội trong bảo đảm an ninh công việc cho lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết, người lao động, đặc biệt là đối tượng nữ làm việc tại các khu công nghiệp, là một trong những đối tượng quan trọng nhất của các chính sách an sinh xã hội. Với đặc thù văn hóa, lối sống của người dân vùng Tây Nam Bộ, việc bảo đảm thu nhập của các chính sách an sinh xã hội là yếu tố rất quan trọng, quyết định sự gắn bó của lao động với doanh nghiệp. Điều này đã được kiểm định qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với lao động nữ tại Cần Thơ và Kiên Giang. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần ưu tiên bảo đảm đầy đủ chính sách an sinh xã hội cho lao động, và thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp có cán bộ công đoàn chuyên trách thì sẽ góp phần bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với nguyện vọng của người lao động hơn. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, cơ quan chức năng đã tổ chức làm việc với người chăn nuôi bò sữa để thỏa thuận phương án bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, thì đa số người nuôi bò sữa bị thiệt hại do tiêm vaccine VDNC Navet LPVAC không đồng ý với mức bồi thường của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã đưa ra. Navetco đưa ra mức bồi thường là 55.000 đồng 1 kg bò hơi, 60.000 đồng 1 kg bò hậu bị mang thai, 65.000 đồng 1 kg bò sinh sản không mang thai và 70.000 đồng 1 kg đối với bò sinh sản mang thai. Đối với bò chết do hộ chăn nuôi tự xử lý, có xác nhận của chính quyền địa phương, mức hỗ trợ là từ 7 đến 10 triệu đồng một con. Navetco cũng đưa ra mức hỗ trợ chi phí điều trị, chi phí thiệt hại từ 1 đến 6 triệu đồng mỗi con đối với bò sữa bị bệnh. Thời điểm tính bồi thường hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên đến ngày 26 tháng 9. Tuy nhiên, hầu hết người nuôi bò sữa bị thiệt hại không đồng ý với mức bồi thường này. Họ cho rằng mức bồi thường là quá thấp bởi một con bò sữa đang có giá trị từ 40 đến 60 triệu đồng một con. Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng đề nghị Navetco xem xét điều chỉnh mức bồi thường để sớm tìm được tiếng nói chung với người dân. Cũng tại tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định mới về diện tích đất được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2024, áp dụng cho hầu hết đất nông nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn thời hạn sử dụng đất. Diện tích đất nông nghiệp của khu đất từ 500m² trở lên và không phải chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định mới được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, đối với khu đất sản xuất nông nghiệp từ 500m² đến 5.000m², người dân được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ sản xuất không quá 25m². Khu đất từ 5.000 đến 10.000m² được phép xây dựng công trình không quá 50m². Và với khu đất từ 10.000m² trở lên, diện tích đất được phép xây dựng công trình không quá 75m². Người dân được phép xây dựng công trình tại nhiều vị trí khác nhau trong khu đất, miễn là tổng diện tích không vượt quá quy định. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng xây dựng tràn lan, lấn chiếm đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đầu tư xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất và góp phần xây dựng một vùng nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thưa quý vị, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân. Theo đó thì nhiều quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ giảm hạn mức so với quy định cũ. Quyết định quy định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được UBND thành phố ban hành, áp dụng với các hộ cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Theo đó, cá nhân ở các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và thành phố Thủ Đức được giao không quá 160m² đất ở. Trong khi ở quy định cũ, hạn mức đất ở tại thành phố Thủ Đức và quận 7, quận 12, quận Bình Tân là tối đa 200m² mỗi cá nhân. Tương tự tại các khu dân cư nông thôn thuộc các xã của 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, hạn mức tối đa cũng giảm từ 300m² xuống còn 250m². Tại thị trấn thuộc 5 huyện và khu vực đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới, hạn mức giao đất không quá 200m². Quy định về hạn mức đất ở để cơ quan quản lý dựa vào khi công nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người dân. Mỗi tỉnh, thành phố có hạn mức đất ở khác nhau. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cũng có đề cập tới lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn. Đây thì đang trở thành một ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh tại khu công nghệ cao giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu lấy khu công nghệ cao là hạt nhân để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, đủ năng lực tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh, không phải là trong nước mà cạnh tranh với các thành phố toàn cầu. Thì muốn vậy thì nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở và thể chế của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thể chế, phải là cạnh tranh. Môi trường đầu tư phải là thông thoáng, thuận lợi nhất để có thể thu hút được nhà đầu tư, cũng như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nội địa có thể triển khai các dự án. Theo các chuyên gia, để Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành trung tâm công nghệ bán dẫn toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần tận dụng tối đa nghị quyết 98 của Quốc hội để phát triển. Thì nếu chúng ta tận dụng hết những cái tính đặc thù của chính sách này, thì có thể tạo ra những cái đột phá mới, đặc biệt như là những chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, hoặc là những cái chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì đây là những chính sách mà cá nhân tôi nghĩ là nó sẽ ngay lập tức tác động sâu và tác động mạnh mẽ vô cái ngành vi mạch bán dẫn Thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây là bước tiến lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, và Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu là đầu tàu trong phát triển trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn của quốc gia. Thưa quý vị, nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thí điểm phương án phối hợp chữa cháy theo mô hình cụm khách sạn liên kế. Đây là giải pháp tăng cường phối hợp phòng cháy chữa cháy giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên kề nhau. Khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố tại các cơ sở thuộc cụm khách sạn liên kế, các cơ sở trong cụm sẽ được báo động nhanh chóng, kịp thời huy động lực lượng, thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ. Từ đó, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, xử lý các tình huống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại dưới sự chỉ huy, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp. Cụm khách sạn liên kế được xây dựng thí điểm gồm 3 khách sạn Calix, San Marino, Sepon Blue cùng nằm cạnh nhau trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà. Mô hình này sẽ được nhân rộng và phát triển trong thời gian tới tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.